Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Dựng studio khủng trong biệt thự, Đàm Thu Trang khoe bộ ảnh gia đình nức nở nhưng thế lực nhí giật trọn bách lai. Là những người nổi tiếng trong showbiz nhưng cũng có ngày vợ chồng cường đô la Đàm Thu Trang cũng chào thua trước thế lực đặc biệt này. Có bố mẹ là người nổi tiếng, thế nên cuộc sống của các nhóc tì đặc biệt nhận được nhiều sự quan tâm. Mặc dù chỉ mới hơn 1 tuổi, thế nhưng Su Jin ái nữ nhà cường đô la và Đàm Thu Trang thường xuyên gây sốt mạng xã hội bởi loạt biểu cảm đáng yêu hài hước và được hưởng thụ chuẩn mộc Rikki chính hiệu. Hôm nay ngày 19 tháng 11, bà xã cường đô la vừa đăng tải dòng trạng thái. Mới ngày nào hai đứa chở nhau, giờ thì phải đính kèm cục kẹo thơm thơm tên Su Jin dễ ghét kia. Vợ chồng chủ tịch lên đồ tuy đơn giản nhưng cũng không kém phần sang chảnh, thanh lịch. Ấy thế nhưng, cường đô la và Đàm Thu Trang đành phải ngậm ngùi, nhường lại phần nổi bật cho thế lực nhí Su Jin. Có thể thấy, bé Su Jin thừa hưởng những nét xinh đẹp và hài hòa từ bố mẹ, biểu cảm cưng xỉu. Cả bố mẹ nổi tiếng đều phải bất lực khi đăng hình nhưng netizen chỉ đổ dồn về ái nữ Su Jin mà thôi. Đàm Thu Trang và Cường Đô La ăn mặc giản dị ôn lại kỷ niệm khi còn yêu nhau. Khung ảnh ba người đầy hạnh phúc viên mãn của gia đình Cường Đô La. Từ khi có nhóc tì, cả Cường Đô La và Đàm Thu Trang đành nhường bớt like cho ái nữ Su Jin. Ái nữ Su Jin có độ hot hòn hòt hơn cả bố mẹ của mình. Cô bé gây chú ý bởi loạt biểu cảm đáng yêu, hài hước trong cơn xỉu. Hơn 2 năm về chung một nhà, Đàm Thu Trang đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn bên cạnh ông xã và con gái Su Jin. Tiểu thư nhà đại gia Cường Đô La chụp ảnh, ekip hơn chục người, nhìn studio ngập hoa giữa biệt thự là biết giàu cỡ nào. Cuộc sống của Rikki ra sao? Để Su Jin con gái cưng của đại gia Cường Đô La nói cho dân tình biết nhé. Đi dạo phố bằng siêu xe, diện đồ hiệu và có bộ sưu tập túi sách hơn nửa tỷ từ khi mới lọt lòng. Bé Su Jin nhà Cường Đô La đích thị là nhóc tì ngậm thì vàng. Có bố mẹ bỉm cực nghiện con, nhóc tì trở thành thế lực nhí xuất hiện lia lịa trên Facebook đôi vợ chồng quyền lực. Khoảnh khắc nào cũng nhanh chóng gây sốt cõi mạng. Cô tiểu thư càng lớn càng trộm vía đáng yêu, nên vợ chồng đại gia đã tranh thủ ghi lại những bức ảnh xinh xắn của Su Jin. Nhưng đẳng cấp Rikki chụp ảnh phải khác, Cường Đô La thuê cả ekip hơn chục người về để giúp ái nữ có màn sống ảo xịn xò. Đáng nói, vợ chồng nhà tài phiệt còn dành một không gian lớn ở phòng khách trong ngôi biệt thự tiền tỷ để bài trí studio cực hoành tráng và cầu kỳ. Nhìn qua những bức ảnh hậu trường cũng đủ đoán được vợ chồng Cường Đô La đã chi một số tiền không nhỏ để con gái hóa tiểu nàng thơ giữa rừng hoa tươi. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.